dụng thể thao là góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng và phát triển nguồn lực, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Xuất phát từ vị trí quan trọng, vai trò thể dục thể thao mà nhiều năm qua cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn, ban giám hiệu các nhà trường, các doanh nghiệp trên địa bàn xã luôn tạo điều kiện quan tâm, duy trì, bồi dưỡng và phát triển mạnh mẽ. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, sau một thời gian chuẩn bị của ban tổ chức, đại hội thể dục thể thao xã Lỗ lần thứ 5 năm 2021 chính thức được khai mạc tại ủy ban dân xã Lỗ, với sự có mặt đua tài của các vận động viên tiêu biểu được lựa chọn ở các thôn, các đơn vị trường học, các doanh nghiệp trên địa bàn xã thi đấu ở 5 bộ môn bóng chuyền hơi nam nữ. Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 năm 2021 xã Đông Lỗ hôm nay tiếp tục thực hiện và hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao rộng khắp trên địa bàn toàn xã. Qua đại hội sẽ tuyển chọn cho các đội, các vận động viên xuất sắc ở tất cả các bộ môn thi đấu để tham gia thi đấu tại huyện. Có thể nói trong năm qua, phong trào thể dục thể thao của xã Lỗ đã phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân ở khắp địa bàn thôn xóm, cơ quan trường học, ở tất cả các lứa tuổi, từ lớp 10 cao tuổi đến các cháu thanh thiếu niên. Nhất nổi bật của phong trào thể dục thể thao xã Lỗ là sự phát triển gần như toàn diện ở nhiều bộ môn thể thao: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, bóng bàn, kéo co, thể dục dưỡng sinh ở người cao tuổi. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều hạt giống đại diện cho xã đi thi đấu và đạt thứ hạng cao ở huyện và ở tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tiêu chí xã đạt nông thôn mới, nâng cao những hoạt động trong những năm tới, đặc biệt là tích cực thực hiện xã hội hóa trong công tác thể dục thể thao, đại hội thể dục thể thao xã Đông Lỗ lần thứ 5 năm 2021 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy các hoạt động trong phong trào thể dục thể thao xã nhà lên một bước phát triển mới. Mở đầu lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao xã Đông Lỗ lần thứ 5 năm 2021 là chương trình diễu hành của các khối chào mừng đại hội. Đầu tiên là khối rước cờ tổ quốc. Khối đầu tiên rước cờ tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Cờ tổ quốc là biểu tượng cao quý của dân tộc Việt Nam, của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, tiếp đến là trên quảng trường Ba Đình trong ngày 12 tháng 9 năm 1945. Với khí phách kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay trên hồng cờ kép ở Điện Biên Phủ, Dinh Độc Lập Sài Gòn. Cờ đỏ sao vàng mang cánh là hồn tiên của đất Việt, là biểu tượng bất diệt của độc lập, tự do, hạnh phúc. Ngày nay, ngôi sao vàng mang cánh trên nền đỏ thắm còn được tung bay trên các đấu trường thể dục thể thao trong khu vực, trên quốc tế, khi các bạn châu lục như bóng đá, ủ su, calendado, cờ vua, vật tự do, đặc biệt là môn bắn súng với xạ thủ Hoàng Trung Vinh đã mang huy chương vàng Olympic về cho tổ quốc. Chúng ta cùng chúc mừng sự phát triển của nền thể dục thể thao nước nhà nói chung và sự phát triển của phong trào thể dục thể thao xã Lỗ nói riêng. Xin nhiệt liệt chào mừng khối vận động viên rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta. Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Người nói, dân cường thì nước thịnh, tôi mong đồng bào ai cũng dám tập thể dục, tự tôi ngày nào cũng tập. Đáp lại lời kêu gọi và học tập tấm gương rèn luyện thân thể của người, chúng ta tiếp tục tham gia học tập, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao tiêu gương Bác Hồ vĩ đại. Đang tiến vào lễ đài là khối sức biểu tượng của đại hội thể dục thể thao, biểu tượng thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong tập luyện và thi đấu thể thao, tinh thần hướng tới tương lai, chinh phục những đỉnh cao mới của cán bộ và nhân dân xã nhà. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của xã nhà đã phát triển sâu rộng mạnh mẽ, thể thao quần chúng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn, sự tham gia hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Xin nhiệt liệt chào mừng biểu tượng đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 năm 2021, niềm tự hào của phong trào thể dục thể thao xã Đông Lỗ. Nhằm
nhân dân chào mừng đoàn vận động viên khối sự Hồng Kỳ đang tiến vào lễ đài. Dân cờ đỏ đã dập dập tiến vào lễ đài hôm nay thể hiện khí thế kinh mạng của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Chúng ta từng xúc động chứng kiến giây phút bùng nổ của rừng cờ khi thể thao Việt Nam đăng quang trên các giải đấu của châu lục và đấu trường quốc tế. Trong thành tựu chung của thể thao trong nước, thể thao xã Đông Lỗ cũng đã có những gương mặt vận động viên góp phần làm nên giây phút bùng nổ và hoa những tràng pháo tay rồi tại các cuộc thi huyện tỉnh. Xin chúc mừng khối Hồng Kỳ đã đem lại một khí thế tương bừng trong ngày khai mạc đại hội thể dục thể thao của xã Đông Lỗ ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, chúng ta nhiệt liệt chào mừng khối học sinh của trường tiểu học Đông Lỗ số 1 đến dự đại hội thể dục thể thao lần này. Là 200 em học sinh trường tiểu học Đông Lỗ số 1, đại diện cho gần 2.000 em học sinh của các trường học trong toàn xã. Đây là những chủ nhân tương lai của đất nước. Ước mơ của các em mới lên sẽ trở thành những cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, những người thầy, người cô hay người vợ, những giáo sư, tiến sĩ để tiếp tục phục vụ và xây dựng quê hương đất nước. Từ ước mơ hoàn hảo đó, nên em luôn chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, cũng như đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện. Ngoài việc quan tâm đến việc học tập của các em, các nhà trường còn quan tâm đến phong trào rèn luyện tập thể dục thể thao như điền kinh, cầu lông, đá cầu, cờ vua và nhiều hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa khác. Nhiều em đạt thành tích cao trong các giải thi đấu cấp tỉnh, cấp huyện. Đây là những hạt nhân của phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao đỉnh cao của chúng ta. Trong những năm qua, các vận động viên trẻ cũng đã góp nhiều thành tích trong phong trào thể dục thể thao xã nhà như vận động viên đạt giải các giải Việt giã truyền thống, giải đá cầu, giải cờ vua do ngành giáo dục tổ chức. Tham gia đại hội thể dục thể thao lần này, các em đội viên thiếu niên sẽ tham gia màn đồng diễn thể dục ấn tượng. Xin được chúc mừng thành tích của các em, chúc các em chăm ngoan làm giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi của gia đình và nhà trường, tích cực học tập tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa, rèn luyện thân thể mạnh khỏe để tiếp tục đóng góp vào phong trào thể dục thể thao của xã nhà. Xin được nhiệt liệt chào mừng đoàn trọng tài, đoàn trọng tài đang tiến vào lễ đài. Đây là những người cầm cân nảy mực, là cầu nối của tình đoàn kết hữu nghị trong hoạt động thể thao. Sau lễ khai mạc, các trọng tài sẽ điều khiển các môn thi đấu của đại hội ngày hôm nay. Xin chúc mừng đoàn trọng tài luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thành công của đại hội. Xin nhiệt liệt chào mừng khối giáo viên cùng cán bộ công nhân viên chức, đại diện các cán bộ giáo viên của năm nhà trường đang tiến vào lễ đài. Đến với đại hội thể dục thể thao hôm nay với khẩu hiệu vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người, với nhiệm vụ và sự nghiệp trồng người, với nghề cao quý, các thầy cô là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, đạt nhiều thành tích trong lao động, học tập và giảng dạy. Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu là chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong giáo dục thể chất, các thầy cô giáo cũng là những vận động viên tích cực trong phong trào thể dục thể thao của nhà trường, tham gia các giải thi đấu tại huyện, luôn đạt kết quả cao. Xin chúc mừng các thầy cô giáo mạnh khỏe hạnh phúc, luôn nỗ lực hết mình vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp trong người và phong trào thể dục thể thao của xã nhà. Đang tiến vào lễ đài là hội cựu chiến binh xã Đông Lỗ. Chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay chào mừng những người đã từng mặc áo lính sơn pha trong lửa đạn, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu với quân tù, trải qua nhiều khó khăn gian khổ và ác liệt. Có những đồng chí đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường. Đến nay, các thế hệ cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đến nay, các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương tham gia công tác, lao động sản xuất, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Hội luôn đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, ý chí tự lực tự cường, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ xã Đông Lỗ lần thứ 22. Hàng năm, hội cựu chiến binh xã Đông Lỗ luôn là đơn vị trong sạch vững mạnh của huyện, được tỉnh huyện xã tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Lực lượng dân quân xã Đông Lỗ, dân quân tự vệ là
Tiếp theo là quân đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Lỗ đang tiến vào lễ đài, và thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng của cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc với tinh thần đâu cần thanh niên khó, việc gì khó có thanh niên. Phát huy những truyền thống tốt đẹp vẻ vang của các thế hệ đi trước, trong những năm qua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã nhà đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi, góp tiếp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, dân sự địa phương. Đoàn thanh niên xã Đông Lỗ nhiều năm liền được huyện đoàn xếp loại vững mạnh, được tặng thưởng nhiều giấy khen các loại. Xin được chúc mừng cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã ngày càng phát triển vững mạnh. Đang tiến vào lễ đài, chúng ta nhiệt liệt chào mừng hơn 100 cán bộ hội viên phụ nữ đại diện cho 2.493 hội viên phụ nữ trong toàn xã với trang phục áo dài truyền thống biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Những chiếc áo dài muôn sắc muôn màu như một chùm hoa tươi thắm quyện thành một khối đoàn kết thống nhất của các tầng lớp phụ nữ trong toàn xã. Phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ xã Lỗ nói riêng luôn nêu cao tinh thần cần cù sáng tạo, thể hiện tính chịu thương chịu khó. Phụ nữ vừa là người vợ, người mẹ nhân hậu đảm đang, người chiến sĩ dũng cảm, bất khuất kiên cường khi chống giặc ngoại xâm, thật xứng đáng là chúng ta con cháu của bà Trâm, bà Triệu. Những nét truyền thống đó, phụ nữ đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển của dân tộc, thật xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Ngày nay trong cuộc sống đổi mới đất nước, phụ nữ lại có những điều kiện tham gia cống hiến ngày càng nhiều cho xã hội. Trong những năm qua, phong trào phụ nữ xã không ngừng phát triển và lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh xuất sắc trong toàn huyện, được trung ương, tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho phong trào phụ nữ xã nhà. Đến với đại hội thể dục thể thao lần thứ 5, hội phụ nữ có hơn 100 vận động viên nữ tham gia giải bóng chuyền hơi, thành công cho đại hội thể dục thể thao của xã. Chúc các chị em phụ nữ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, đạt nhiều thành tích cao trong đại hội lần này. Xin nhiệt liệt chào mừng hơn 100 cán bộ hội viên hội nông dân xã Đông Lỗ đang tiến vào lễ đài. Đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho 2.300 cán bộ hội viên hội nông dân toàn xã. Trong năm qua, hội nông dân xã luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền và đào hội viên, chấp hành tốt chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu trong việc tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, đem hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất cây nông nghiệp hàng hóa đã cho thu nhập cao, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Hội nông dân xã Đông Lỗ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được huyện hội xếp loại vững mạnh xuất sắc hàng năm. Đến với đại hội thể dục thể thao xã Đông Lỗ lần này, hội nông dân xã tham gia tất cả các môn thi đấu. Thay mặt ban tổ chức, xin chúc hội nông dân xã Đông Lỗ sẽ phát huy những truyền thống tốt đẹp của mình, đạt thành tích cao, góp phần vào thành công chung của đại hội ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu thôn Khoác đang tiến vào lễ đài. Khoác là một thôn nằm ở trung tâm ủy ban dân xã Đông Lỗ, với số dân khoảng đông 200 toàn xã, có trạm lũ ở tỉnh lộ 288 và kênh 1D chạy qua, có điều kiện tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ đảng, cán bộ và nhân dân thôn Khoác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của những phong trào xây dựng nông thôn mới. Khoác là tốt đi đầu trong các thực hiện đường nhỏ, đã có nhiều tập thể cá nhân hiến đất làm đường, làm trường, góp phần ủng hộ tiền của ngày công để các tuyến đường huyết mạch của xóm được mở rộng và cứng hóa bê tông, lưới điện giao thông đi lại thuận tiện. Là lá cờ đầu trong phong trào luyện tập thể dục thể thao, thôn Khoác có nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao được thành lập rất sớm, hoạt động sôi nổi và rộng khắp. Nhiều lần tôi được chọn là đội tuyển đại diện cho ủy ban nhân dân xã tham gia các giải thể thao do tỉnh, huyện tổ chức và đạt được các thứ hạng cao. Về dự đại hội lần này, các vận động viên thôn Khoác sẽ quyết tâm giành nhiều thắng lợi trong thi đấu các môn thể thao. Xin chúc mừng đơn vị thôn Khoác. Tiếp theo, chúng ta nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu đến từ thôn Đông Lỗ. Đông Lỗ được coi là một thôn có mô hình nông nghiệp sạch của xã, với hợp tác xã sản xuất và dịch vụ tương ứng, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam.
từ một nhà trồng rau truyền thống, những năm trở lại đây, cán bộ và nhân dân thôn Lâm Âu đang chuyển mạnh cơ cấu kinh tế sang lĩnh vực khác, những cơ khí, sửa chữa, các loại hình dịch vụ khác, cơ sở tầng công nghiệp trong thôn được đầu tư sản xuất, vừa là ngõ xóm, thôn chơi mái đập ngày càng khang trang sạch đẹp, là thôn đầu tiên trong xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Cây bồ đề hơn 400 tuổi tại cổ làng Lâm Âu được vinh danh là cây di sản Việt Nam, niềm tự hào của quê hương chúng ta. Thành tích thể dục thể thao toàn xã trong những năm qua không thể nhắc đến sự đóng góp của câu lạc bộ thể dục thể thao thôn Lâm Âu, nhất là các cầu thủ trong câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền hơi trẻ, câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi. Tham gia giải lần này, các vận động viên đều phấn đấu quyết tâm mang về cho đơn vị mình những thành tích thật cao. Xin nhiệt liệt chúc mừng đoàn vận động viên thôn Lâm Âu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân đang tiến vào đất đài, là đoàn đại biểu của nhân dân thôn này, lá cờ đầu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 12 năm liền dưới bức danh hiệu làm văn hóa, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ. Những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn này đã đoàn kết phát huy truyền thống quê hương, lao động sáng tạo phát triển đi đôi việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, hưởng ứng chương trình toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhân dân thôn này đã tập trung huy động các nguồn lực vận động nhân dân tự nguyện dỡ tường, hiến đất và ngày công hoàn thành trục đường bê tông và các trục đường nội đồng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của thôn này những năm qua được duy trì hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển. Câu lạc bộ cờ tướng bóng chuyền hơi thôn này vẫn luôn đạt thành tích cao trong mỗi khi tham dự giải do ủy ban nhân dân xã tổ chức. Về dự đại hội thể dục thể thao lần này, đoàn vận động viên thôn này tham gia tất cả các môn thi đấu. Xin nhiệt liệt chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn này. Đang tiến vào đất đài là đơn vị thôn Hương Đảo. Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu về dự đại hội. Thôn Hương Đảo với gần 600 hộ, với số dân đông nhất xã trên 2.300 nhân khẩu. Hương Đảo là đơn vị có hệ thống giao thông, di tích lịch sử, văn hóa đẹp của xã. Những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Hương Đảo luôn đoàn kết nỗ lực phát triển kinh tế, văn hóa trên tất cả các mặt, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, dịch vụ cơ khí, vận tải, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Hiện nay, cán bộ và nhân dân thôn Hương Đảo đang ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Tại đại hội lần này, các vận động viên thôn Hương Đảo sẽ quyết tâm giành thành tích cao ở các môn thi đấu của đại hội. Xin được chúc mừng đoàn Hương Đảo sẽ giành thành tích cao tại đại hội lần này. Đang tiến vào lễ đài, xin nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu thôn chúng. Thôn chúng có 245 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo của các ủy, ban quản lý, 5 năm qua, cán bộ và nhân dân thôn chúng đã thu được những kết quả thật ấn tượng. Là thôn đầu tiên trong xã về đích nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch do điền đầu thừa, có hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ, khu văn hóa tâm linh chùa chúng được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 2 năm trở lại đây, thôn chúng là một trong những thôn có nhiều lao động trẻ tham gia lao động tại các công ty, đi du học, xuất khẩu lao động. Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy và nâng cao thu nhập cho nhân dân, bộ mặt thôn làng ngày càng thay đổi khang trang sạch đẹp. Thành tích thể dục thể thao của thôn chúng tuy chưa mạnh hòa rộng như một số thôn khác trong xã, nhưng mỗi khi tham dự giải đều được các vận động viên, các câu lạc bộ duy trì và phát triển thường xuyên. Một số câu lạc bộ thể dục thể thao quá thế mạnh đã được đầu tư phát triển như kéo co, khiêu vũ thể thao. Xin được chúc mừng các cầu thủ vận động viên thôn chúng tiếp tục đạt được thành tích cao trong đại hội lần này. Tiếp theo thôn chúng đang tiến vào lễ đài là đoàn đại biểu vận động viên thôn Vân Cẩm. Vân Cẩm tự hào là vùng quê đang sở hữu số di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh nhiều năm nhất xã. Công tác trùng tu bảo tồn di tích được trong những năm qua được cán bộ và nhân dân thực hiện rất tốt. Hai giới các cụ và toàn thể nhân dân thôn Vân Cẩm vừa vui mừng khánh thành trùng tu môn bảo di tích chùa Thiên Vân Tử và đường tâm linh với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Cấp ủy song song với sự phát triển kinh tế phong trào khác như xây dựng quỹ
này. Chữ thập đỏ, ngũ đạo tình thương cũng được cán bộ và nhân dân quan tâm cần quan tâm thực hiện thường xuyên, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Vật phẩm cũng là không có nhiều sơn sơn bãi tập, góp phần phục vụ thiết thực các hoạt động thể dục thể thao. Vân phẩm có các câu lạc bộ thể thao mạnh như bóng chuyền hơi nam nữ, câu lạc bộ dưỡng sinh 13 tuổi, kéo co, cờ tướng. Xin chúc mừng các vận động viên cho Vân phẩm giành thành tích cao trong các nội dung thi đấu tại đại hội sáng lớn lần này. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu vận động viên đến từ đơn vị Côn Trằng, từ vị trí địa lý không mấy thuận lợi trước kia, đồng đất bám sông, địa phức tạp, hệ nắng là hạn, hệ mưa là lụt. Nhưng ngày nay Côn Trằng đã khác xưa nhiều lắm rồi. Với tinh thần chủ phương chịu khó, nỗ lực đoàn kết, cán bộ và nhân dân Côn Trằng đã biến những khó khăn bất lợi thành yếu tố có lợi, tạo động lực để thoát nghèo, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại trên quê hương mình. Bằng mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình và các loại hình dịch vụ khác, thu nhập của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống đường giao thông liên thôn cộng đồng, trường học, khu tâm văn hóa được xây dựng khang trang với số tiền lên hàng tỷ đồng, đã tạo nên diện mạo mới của nông thôn ngày nay. Côn Trằng còn là một trong những thôn trên địa bàn xã có nhiều câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động đa dạng và hiệu quả. Vào các cuối buổi chiều tại sân văn hóa của thôn có hàng trăm người về đây luyện tập thể thao, nổi bật các hoạt động ấy là các câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam nữ, câu lạc bộ dưỡng sinh, cờ tướng, ca trù, câu lạc bộ khiêu vũ. Xin được nhiệt liệt chúc mừng đoàn đại biểu Côn Trằng. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu vận động viên đến từ thôn Yên Ninh, nằm bên cạnh con sông cầu huyền thoại và thơ mộng. Bao đời nay bà con và nhân dân thôn Yên Ninh lênh đênh cùng sông nước, vất vả là vậy, khó khăn là vậy, đã tạo nên một tính cách và bản lĩnh con người thôn Yên Ninh hôm nay. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, ban quản lý và sự nỗ lực của nhân dân, mấy năm trở lại đây, thôn Yên Ninh đã có những đổi thay đáng kể. Các đoàn thể nhân dân trong thôn được kiện toàn, các hoạt động hiệu quả, hệ thống đường làm ngõ xóm cơ bản được cứng hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Sân chơi, bãi tập được quan tâm tu sửa, di tích đình chùa làng được xây dựng tu bổ, làm cho bộ mặt làng quê ngày càng đổi mới. Tuy địa bàn dân cư không tập trung, sau đây cũng có nhiều câu lạc bộ thể thao được duy trì và hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Những câu lạc bộ dân sinh, câu lạc bộ kéo co, câu lạc bộ khiêu vũ, xin chúc mừng đoàn đại biểu đến từ đơn vị Yên Ninh. Xin được nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu thôn Nghĩa Tiến đang tiến vào lễ đài. Là thôn có địa giới hành chính giáp với xã Hương Mai của huyện Việt Yên, cách trung tâm ủy ban nhân dân xã 5 km. Có thể nói trong những năm qua, Nghĩa Tiến đã khẳng định mình luôn là thôn có tiềm năng và thế mạnh trong phát triển kinh tế hộ gia đình khu vực phía đông của xã Đông Lỗ. Các mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật và nông nghiệp và kinh tế trang trại sản xuất đầu mộc dân dụng đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong thôn. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, ban quản lý thôn, Nghĩa Tiến đã hoàn thành công tác dồn điền đầu cửa trong xã, các đoàn thể ổn định và hoạt động có hiệu quả. Đến với đại hội lần này, thôn Nghĩa Tiến đăng ký tham gia đầy đủ các môn trong nội dung đại hội. Xin được chúc mừng các vận động viên đơn vị Nghĩa Tiến sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao tại đại hội lần này. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu thôn Ốc Hồng đăng tiến vào lễ đài. Ốc Hồng là đơn vị có dân số 100 hộ với hơn 500 nhân khẩu, cách ủy ban nhân dân xã hơn 5 km. 4 năm trước, Ốc Hồng còn là thôn duy nhất trong xã chưa có đường bê tông, hệ thống nhà văn hóa, trường mầm non, khu tín ngưỡng tâm linh chùa làng chưa được tu bổ và nâng cấp. Sau khi các dự án đường vành đai 4 tuyến nhánh hoàn thành và đi vào sử dụng, Ốc Hồng đã trở thành thôn có nhiều lợi thế phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm. Ốc Hồng là thôn duy nhất trong xã không còn hộ cận nghèo. Và Ốc Hồng hôm nay chúng ta được trải bước trên trục đường bê tông sạch sẽ, các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa thôn, sân bóng đá, bóng chuyền được quan tâm tu sửa và nâng cấp, góp phần thiết thực phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ở nơi đây. Xin chúc mừng đoàn đại biểu vận động viên đến từ đơn vị Ốc Hồng. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu
được sự quan tâm của các ủy đảng chính quyền từ xã đến thôn và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân Đồng Quan đã có một hệ thống đường làng giao thông sạch đẹp, hệ thống thiết chế nhà văn hóa, khu văn hóa tâm linh từng bước được tu bổ, góp phần thiết thực cho các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao ở địa bàn dân cư. Xin chúc mừng đoàn đại biểu đến từ đơn vị Đồng Quan. Chính vì vậy, đúc lửa đã trải qua hàng ngàn năm vẫn được con người tôn thờ như một vị thần, được thắp lên trong mỗi lần sự kiện lớn của con người như Đại hội Olympic Thế giới, Đại hội Thể dục Thể thao Bắc Châu Lục, Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á và ở Việt Nam. Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng, đúc lửa được lấy từ nghĩa trang liệt sĩ nhà, nơi ăn nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, là con em của giàu đẹp như ngày hôm nay. Ngọn lửa truyền thống cách mạng biểu trưng sức mạnh của Đại hội Thể dục Thể thao Xã Mỗ, ngọn lửa sẽ cháy mãi. Nhất là những vận động viên đạt giải nhất, giải nhì cấp tỉnh môn điền, đoàn kết, trung thực, cao thượng vì sự vinh quang của thể thao. Ngọn lửa thiêng liêng của đại hội đã về đến đại lửa để thắp sáng lên đại lửa. Ban tổ chức đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ủy viên, bí thư đảng ủy sẽ nhận ngọn lửa thiêng thắp sáng đại lửa đại hội thể dục thể thao. Đây là ngọn lửa thiêng của đại hội đã chính thức bùng cháy và nghị toàn thể nhân dân ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng đại hội của ta thành công tốt đẹp. Thực hiện kế hoạch số 135 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2021. Kế hoạch số 02 ngày 28 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Đông Lỗ về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Đông Lỗ lần thứ 5 năm 2021. Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2021, hưởng ứng cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày hội của toàn dân. Chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975,
30 tháng 4 năm 2021. 5 là các mặt đại hội, 6 là vận động viên đọc lời hứa, 7 là tổ trọng tài đọc lời tuyên thệ, 8 tặng hoa đại hội, 9 là đồng diễn chào mừng đại hội, 10 là tổ chức các môn thi đấu theo kế hoạch. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Hương, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lập Hòa. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể các bạn. Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của cả nước, chào mừng thành công đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 75 năm ngày thể thao Việt Nam, 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện kế hoạch số 35, thực hiện kế hoạch số 135 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa về việc tổ chức đại hội thể thao lần thứ 9 năm 2021. Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021, trong không khí tưng bừng phấn khởi, rực rỡ cờ hoa, được sự nhất trí, đồng ý của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, ban tổ chức đại hội thể dục thể thao huyện Hiệp Hòa, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, doanh nghiệp, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn xã đã tham gia diễu hành, đồng diễn và thi đấu tại đại hội lần này. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để tiến tới đại hội hôm nay, những năm qua, Ủy ban xã đã tích cực chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, cấp ủy, ban quản lý các thôn, ban giám hiệu các nhà trường, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn xã luôn đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hàng năm tổ chức các buổi giao lưu, mở các giải thi đấu thể thao dịp lễ hội đầu xuân và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước. Vì vậy, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của xã luôn đạt từ 45% trở lên. Toàn xã có hơn 40 câu lạc bộ thể thao hoạt động tốt như câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, câu lạc bộ cầu lông, bóng đá, bóng chuyền hơi nam nữ và đặc biệt là các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao đang phát triển mạnh trên địa bàn toàn xã cũng như trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Về cơ sở vật chất, đến nay toàn xã đã có 11 sân bóng đá, 46 sân bóng chuyền, 8 sân cầu lông và các sân hoạt động thể dục thể thao khác. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban xã Hồng Lỗ xin nhiệt liệt biểu dương thành tích của các câu lạc bộ, các huấn luyện viên, các vận động viên đã đạt thành tích cao trong các giải thể thao của xã, của huyện tổ chức. Biểu dương thành tích của các thôn, các ngành, các đoàn thể, các câu lạc bộ thể thao và trên 2.000 cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân đã trực tiếp tham gia lễ khai mạc đại hội và cổ vũ cho đại hội thể dục thể thao xã Đông Lỗ lần thứ 5 năm 2021. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, tại đại hội thể dục thể thao xã Đông Lỗ lần này, Ủy ban xã Đông Lỗ giao ban tổ chức đại hội tổ chức 5 môn thi đấu, đó là cầu lông, bóng đá, bóng chuyền hơi, cờ tướng, kéo co, đồng thời tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu luyện tập tham gia thi đấu tại đại hội thể dục thể thao huyện Hiệp Hòa lần thứ 9 năm 2021 vào tháng 8 tới đây. Với tinh thần thượng võ, ý chí quyết tâm, tại đại hội lần này tôi đề nghị chúng ta cần làm tốt một số nhiệm vụ yêu cầu sau. Đông Lỗ lần thứ 5 năm 2021 xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Lời phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Dân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban tổ chức đại hội. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời vận động viên Trần Văn Đức thay mặt cho đoàn thể vận động viên tham gia thi đấu trong chương trình đại hội thể dục thể thao xã nên đọc lời hứa. Xin học kính mời em. Thưa đại biểu, khách quý, thưa đại hội, tôi là Trần Văn Đức, là vận động viên tham dự thi đấu tại đại hội thể dục thể thao xã Đông Lỗ lần thứ 5 năm 2021. Thay mặt cho toàn vận động viên tham dự các môn trong chương trình đại hội lần thể dục thể thao, xin hứa một chấp hành nghiêm điều lệ nội quy của vận động viên, quy định của đại hội, hai thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, ba thi đấu với sự nhiệt tình cao nhất, đem lại khả năng của mình để thành tích cao, góp phần vào sự thành công của giải của đại hội. Xin hứa, cảm ơn. Vâng, xin trọng cảm ơn lời hứa của vận động viên Trần Văn Đức.
Tiếp theo chương trình, ban tổ chức hy vọng kính mời trọng tài Trần Minh Nam thay mặt cho đoàn trọng tài điều hành các môn thi đấu tại đại hội lần này lên tuyên thệ. Xin mời. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa đại hội, tôi Trần Minh Nam là trọng tài điều hành các môn thi đấu trong chương trình đại hội thể dục thể thao xã Đông Lỗ lần thứ 5 năm 2021. Thay mặt toàn thể trọng tài xin tuyên thệ: một, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ, nội quy, quy định của ban tổ chức đại hội thể dục thể thao xã Đông Lỗ lần thứ 5 năm 2021 đề ra; hai, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần vô tư, khách quan, công minh, chính xác, đúng luật, đúng điều lệ của giải; ba, đem hết nhiệt tình, khả năng của mình